Chào các em, hôm nay thì chúng ta sẽ sang một cái bài rất là quan trọng, gần như là bài quan trọng ở mức độ nhất của cái chương số 2 này của các em, đó là về phương trình mũ cơ bản. Thì học những cái bài trước thì chúng ta đã học những cái về tập xác định này, đồ thị hàm số này, của hàm mũ, hàm logarit này. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ học đến là phương trình mũ và các phương pháp giải của phương trình mũ. Thì trong cái chương số 2 này của các em này có hai cái quan trọng. Thứ nhất là về phương trình mũ này. Thứ hai là từ phương trình mũ thì các em có thể suy ra được bất phương trình mũ. Và sau đó thì các em học đến phương trình logarit. Từ phương trình logarit thì các em có thể suy ra được bất phương trình logarit. Đó. Thì hai cái dạng phương trình này là hai cái dạng mà rất hay thi trong các bài thi cũng như bài kiểm tra một tiết của các em. Thì các em cố gắng học thật kỹ nha. Thì trước khi mà vào từng dạng hay từng cái phương pháp giải của phương trình mũ ấy, thì thầy liệt kê ra luôn để cho các em biết là với cái phương trình mũ này. Phương trình mũ để viết tắt nha. Thì các em sẽ có bốn cái phương pháp giải. Đó. Thì phương pháp đầu tiên đó là các em đổi về cùng cơ số. Đổi về cùng cơ số hoặc là cùng số mũ. Thì cái bài hôm nay của chúng ta sẽ học cái phương pháp đầu tiên này, là phương pháp 1. Thầy sẽ liệt kê ra cho các em bốn cái phương pháp giải của phương trình mũ cơ bản mà các em hay dùng nhất. Thứ hai đó là phương pháp đặt ẩn phụ. Đặt ẩn phụ. Chưa? Và phương pháp thứ ba đó là phương pháp logarit hóa hai vế. Logarit hóa hai vế, thường là hai vế. Đấy. Ok. Và phương pháp cuối cùng cũng là cái phương pháp thứ tư mà chúng ta sẽ học trong các bài tiếp theo. Hôm nay thì chúng ta chỉ học bài phương pháp số 1 thôi. Đó. Đó là cái phương pháp hàm số. Phương pháp hàm số. Vậy thì phương pháp hàm số này sẽ là như nào? Thì chúng ta sẽ học ở các bài tiếp theo. Ngoài cái phương pháp hàm số này ra thì chúng ta có thể giải bằng máy tính cũng được. Giải nhanh bằng máy tính. Đó, thì đây chính là bốn cái phương pháp mà các em hay dùng nhất để giải phương trình mũ nhá. Thì chúng ta bắt đầu vào cái phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp giải. Đây là tất cả các phương pháp giải. Được chưa? Thì trước khi mà chúng ta vào thì chúng ta tổng quát một chút là như này. Sau đó thì chúng ta sẽ vào từng phương pháp giải một. Thì mỗi phương pháp giải thì nó sẽ có cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng áp dụng với cả từng bài. Thì đó là cái, chúng ta bắt đầu vào cái phương pháp đầu tiên của giải phương trình mũ. Nó thường gọi là phương pháp đưa về cùng cơ số hoặc là cùng số mũ. Đó. Vậy thì cái phương pháp này sẽ như thế nào? Thì các em nhớ cho thầy là cái dạng mà phương trình mũ ấy, thì nó thường có dạng là A mũ x bằng B mũ y, đúng không? Đưa về cùng cơ số có nghĩa là như nào? Một là các em biến đổi về cùng cơ số A này hoặc là cùng cơ số B, thì đây là cơ số, đúng không? Bạn nào chắc cũng biết rồi. Các bài trước các em học kỹ kỹ một tí thì cơ số là A hoặc B. Một là biến đổi về cùng cơ số A, hai là cùng cơ số B. Hai là các em biến đổi về cùng số mũ, là cùng biến đổi về mũ x hoặc là cùng biến đổi về mũ y. Đó, sau đó thì các em sẽ giải. Giải rất là đơn giản, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ để các em hiểu sâu hơn về cái phương pháp này. Thì ví dụ đầu tiên, ví dụ số 1, thầy sẽ giải trực tiếp vào đây luôn để các bạn dễ hiểu. Câu A này. 3 mũ căn bậc 2 của x trừ 2 thì bằng 9 mũ x trừ 5. Thì thầy giải luôn ở bên này nhé, cho các bạn dễ nhìn. Đó là câu số A. 3 mũ căn bậc 2 của x trừ 2 thì bằng 9 x trừ 5. Ở đây thì chúng ta nhận thấy nhanh, ở đây là cơ số 3 này, đây cơ số 9 thì khả năng sẽ đều đưa được về cùng cơ số 3, đúng không? Vậy chúng ta cố gắng đưa về cùng cơ số. Nhưng mà trước khi giải phương trình mũ này của các em thì các em nên đặt cho thầy cái điều kiện. Giải phương trình thì cái việc đầu tiên là điều kiện đã. Điều kiện là gì? Ở đây thì có một cái căn này. Điều kiện là cái trong căn nó sẽ phải lớn hơn 0, đúng không? Có nghĩa là x lớn hơn hoặc bằng trừ bằng 2, đúng không? X trừ 2 lớn hơn bằng 0 thì x phải lớn hơn bằng 2. Thế dễ rồi. Sau đó thì chúng ta cùng giải phương trình. Thì phương trình của các em sẽ nó sẽ tương đương. Ở đây thầy sẽ đưa về cùng cơ số là cơ số 3. 3 này, căn bậc 2 của x trừ 2. 9 thì viết thành 3 mũ 2, đúng không?
3 mũ 2 thì ở đây nó sẽ thành 3 mũ 2 nhân với cả x trừ 5. Đó. 3 mũ 2. Lên phía mũ thì thành 2 nhân với cái x trừ 5. Xong rồi, khi mà các em biến đổi về cùng cơ số 3 này rồi thì cái mũ hai cái phương trình mũ hai cái vế mà nó cùng cơ số thì cái mũ nó phải bằng nhau, đúng không? Bằng nhau, khi mũ bằng nhau nghĩa là căn bậc 2 của x trừ 2 sẽ phải bằng 2 lần x trừ 5. Tương đương với các em bình phương lên thôi. Bình phương lên. Bình phương lên thì chúng ta được là x trừ 2. Bình phương hai vế sẽ bằng 4 lần x trừ 5 tất cả bình, đúng không? Vậy thì chúng ta giải nào. Giải ra là thì ở đây là giải quay về giải phương trình bậc 2 rồi, 4x bình này. Cho về này 4x bình, chuyển cái này đi. Trừ đi 10 nhân với cả 4 là trừ 40x. Trừ 40x mà chuyển sang cái này 1 sang thì thành trừ 41. 41x đúng không? Cộng với cả bao nhiêu nhỉ? 5525 nhân 4 là 100, 100 mà cộng với 2 nữa thành 102, cộng 102 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2 rồi. Bậc máy thì các em sẽ ra được hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất đó là x bằng 6 nhầm nào. Nghiệm thứ hai là x bằng 17/4. Bậc máy sẽ ra nhá. Thì thầy nhầm ra hai nghiệm này. Nhưng mà có cái gì đặc biệt nhỉ? Cái điều kiện của x của các em ấy ở trong đây này, khi mà giải đến đây này thì các em phải 17/4 thì đúng là lớn hơn hoặc bằng 2 rồi, nhưng mà để cái phương trình này có nghĩa ấy, có nghĩa là x trừ 5 này, nếu đến đây này căn bậc 2 bằng cái này thì dẫn đến là cả cái vế bên phải này của các em nó phải lớn hơn 0. Thì ở đây nó có thêm một điều kiện nữa, đó là x nó phải lớn hơn hoặc bằng 5, đúng không? X trừ 5 phải lớn không thì nó mới, cái căn này nó mới lớn không này, cái này nó mới lớn không này. Đó, vậy thì điều kiện chuẩn xuống phía dưới này là x nó phải lớn hơn bằng 5. Mà với x lớn hơn bằng 5 thì 17/4 thì nó rơi vào khoảng tầm 4 phẩy mấy, nhỏ hơn 5, nên chúng ta loại cái nghiệm này đi. Được chưa? Thì vậy các em chỉ lấy cái nghiệm x bằng 6 này thôi. Vậy thì cái phương trình kết luận là phương trình có nghiệm duy nhất là x bằng 6. Đó. Đó là câu A. Rồi, tiếp đến là câu B. Câu B thì nó liên quan đến sin cos một chút. Thì câu B thì thầy sẽ giải lên trên đây để các em dễ nhìn. Nào, chúng ta giải sang bên này nhá. Câu B này. Nó là 3 trừ đi 2 căn 2 tất cả mũ sin x thì bằng 3 cộng với cả 2 căn 2. Câu này cơ số nó nhìn trông nó có vẻ khác nhau, đúng không? Mũ này nó cũng khác nhau rồi. Bây giờ thì chúng ta đưa về cùng cơ số hay cùng số mũ thì như thế nào đây? Thì với câu này thì nó không có điều kiện gì cả, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như bình thường thôi. Điều kiện là bằng R rồi. Ở đây các em tinh ý một chút này. Khi mà nó đã có dạng mà các em nhìn này, hai cái giống nhau nó chỉ khác dấu, thì cái này nó gọi là nhân chia liên hợp. Nhân chia liên hợp là như thế nào? Thì thầy xét 3 trừ đi 2 căn 2 này. Đó, nhân với cả 3 cộng với cả 2 căn 2, chúng ta xem nó bằng cái gì. Cái này thì chính là A trừ B nhân A cộng B này, thì thành A bình trừ B bình này. 3 nhân 3 bình là 9. 9 mà trừ đi cái này bình nào, 2 bình là 4, 2 là 8, 9 trừ 8 thì đây bằng 1 rồi, đúng chưa? Vậy thì tương đương với cả gì nhỉ? 3 cộng 2 căn 2 này của các em này, nó sẽ chính bằng 1 chia cho 3 trừ 2 căn 2, đúng không? Mà các em học rồi, có nghĩa là 1 chia cho cái này thì chính là bằng cái mẫu của các em là 3 trừ 2 căn 2 tất cả mũ trừ 1, đúng chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta thay cái này ngược lại vào đây, ngược lại vào đây thì chúng ta sẽ ra được là cùng cơ số, đúng không? Vậy thì phương trình của các em này nó sẽ tương đương với cả 3 trừ 2 căn 2 tất cả mũ sin x. Thay vào thôi, 3 cộng 2 căn 2 thì bằng 3 trừ 2 căn 2. 3 trừ 2 căn 2 tất cả mũ trừ 1. Được chưa? Rồi, như vậy thì cùng cơ số là 3 trừ 2 căn 2 rồi, thì
cái số mũ nó phải bằng nhau, hay nói cách khác là sin x của các em nó phải bằng -1. Mà với sin x bằng -1 thì x bằng bao nhiêu nhỉ? Cái này thì phương trình lượng giác lớp 11 rồi. Sin x bằng -1 thì x sẽ bằng, bạn nào không nhớ thì bạn ship sin ra của -1 thì các em sẽ ra được góc, ship sin nhá, -1 sẽ là góc là -π/2 cộng với cả đuôi là k2π rồi, sin k2π. Với k của các em thì thuộc z, z có nghĩa là những giá trị mà nguyên ấy, có thể là âm hoặc dương, được chưa? Đó là câu số 2. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu số 3 nhá. Lấy một tấm nháp sẽ làm câu 3 này. Câu 3. Câu 3 thì câu 1 là bình thường này, câu 2 là đến lượng giác này, câu 3 là có phân số thập phân. Thì với những cái số thập phân như này thì các em nên đổi về phân số, các em sẽ dễ nhìn hơn. 4√2x - 3 thì bằng mở ngoặc căn bậc 2 của 8 - x. Đó. Mũ trừ x nhé. À rồi. Ở đây thì đề nó hơi lỗi một chút nhá. Ở đây của các em nó phải là mũ trừ x, chứ mà trừ đi x thì nó lại không phải là mũ nữa rồi. Các em sửa lại giúp thầy nhá. Đây phải là mũ trừ đi x, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta biến đổi xem nào. Thì để với dạng này này thì thường cái số mũ nó khác nhau, biến đổi nó hơi khó, nhưng các em thường biến đổi cơ số cho thầy. Thì cơ số ở đây chúng ta nếu nhìn nhanh một chút có 4, có căn 2, có 8 này, thì khả năng chúng ta sẽ biến đổi được về mũ cơ số là cơ số 2. Vậy thì chúng ta thử biến đổi xem nhá. 0,125 này, này chính là 1/8. 1/8 thì chính là 2√3. 2√3 là mũ hỏng rồi. Còn cái 4 này thì sao? 4 này thì các em biến đổi về cơ số 2 cũng được thôi. 2 nhân với cả 2√2x - 3, đúng không? Rồi. Bằng cái vế bên này của các em, căn 2 chính là 2√1/2, đúng không? Thì chúng ta viết là 2√1/2 trên đây. Chia cho dưới mẫu là 8 thì chính là 2√3. Tất cả mũ trừ x. Rồi. Tiếp đến nào. Cứ gọn đi nào. Thì có chung cơ số này, hai cá nhân với nhau thì cái số mũ sẽ bằng cộng lại, đặt chung là cơ số 2. Cơ số 2 là chung, đúng chưa? Cơ số 2 là chung với cộng là -3 cộng với cả 4x thì đặt 4x lên trước đi. Cái này là -6 - 3 là 4x - 9. 2√1/2 chia cho 3 thì nói cái khác chính là 2√1/2 - 3 - 3 là bao nhiêu nhỉ? Là 5/2 đúng không? 5/2 nhẩm nhẩm nào. 5/2 nhân với cả cái này thì bằng 2√5x - 2. 1/2 - 3 mà bằng 6/2 - 1/2 bằng 5/2, đúng chưa? Do vậy chúng ta có cùng cơ số 2 rồi, cùng cơ số thì số mũ nó phải bằng nhau. Vậy thì chúng ta bỏ cái cơ số 2 đi, chính là 4x - 9. Đây. Thì bằng 5/2. 5x - 2. Tương đương với chuyển vế nào, nhân 2 lên này là 8 - 18. 8 - 18 vứt 18 sang bên này, cho 5 sang, còn 3x - 18. 3x - 18 hay nói cách khác là x của các em sẽ bằng 6, đúng không? Đó. Đó là xong ví dụ C. Thì tương tự với cả ví dụ D, các em cũng sẽ làm tương tự nhá. Bây giờ chúng ta giải sang ví dụ 2 nào. Giải phương trình. Thì mỗi cái ví dụ thì thầy sẽ chia ra cho các em thành một cái dạng nó tiêu biểu nhất, còn các câu còn lại thì các em làm tiếp tục giúp thầy nhá. Chúng ta đến với cả ví dụ số 2, câu A. Đây, ví dụ 2 câu A thì chúng ta làm luôn vào đây. Ví dụ 2 câu A này. Viết lên đây nha. Nhìn nó dễ. 3√x - 1 nhân với cả 2√2x -
trừ 2 thì bằng 12 mũ 9 trừ x. Đó. Và chúng ta sẽ làm như nào? Thì ví dụ này là tích rồi, bây giờ chúng ta đưa về được cơ số nào đây? Đưa được về cùng cơ số nào không? Trông có vẻ khó nhỉ. Cơ số đưa về hơi khó thì bây giờ chúng ta tìm xem số mũ nào. Thì trước hết thì chúng ta cứ tách ra đã nhỉ. 3 mũ x trừ 1 thì chính là 3 mũ x chia cho 3 nhân với cả 2 mũ 2 x trừ 2 thì chính là 2 mũ 2 x thì chính là 4 x mũ x này chia cho trừ là 2 mũ 2 bằng 4, đúng chưa? Thì bằng 12 mũ 9 trừ x. Rồi, tiếp tục viết xuống dưới. 3 mũ x nhân với cả 4 mũ x thì cùng với cả số mũ rồi, thì 3 thì sẽ chính bằng nhân cơ số với nhau, 3 nhân 4 bằng 12 mũ x. Chia cho phía dưới này của các em là 3 nhân 4 lại bằng 12 rồi. Thì bằng 12 mũ 9 trừ x, đúng chưa? Nhân chéo lên nào. 12 mũ x này thì bằng 12 mũ 9 trừ x mà nhân với 12 chung cơ số thì chính là bằng 12 mũ 9 trừ x cộng 1, hay nói cách khác là chính bằng 12 mũ bao nhiêu nhỉ? 10 x đúng không? 9 trừ x. À thôi, không cần nhân. Chia cùng cơ số này thì lấy luôn bên này đi. Bằng x trừ 1 đi. Dễ nhìn, bằng 9 trừ x. 12 mũ x chia cho 12 thì cùng cơ số đặt 12 ra ngoài, chia thì chính là bằng mũ trên trừ đi hai cái mũ trừ nhau là x trừ 1. Thì bằng cái này. Dẫn đến là x trừ 1 sẽ bằng 9 trừ x, đúng chưa? Như vậy thì nghiệm của các em sẽ là bao nhiêu nhỉ? X bằng mấy? Chuyển vế thôi, sang đây là 2x, sang đây là 10, x bằng 5, đúng không? Rồi, kết quả là x bằng 5. Đó là ví dụ A. Để chúng ta làm ví dụ B bên cạnh luôn nhá. Nhìn cho dễ nhá. Ví dụ B nào. Ví dụ B trông có vẻ là ngắn hơn. 3 mũ x cộng 1 cộng với cả 3 lần mũ x cộng 2 cộng với cả 3 mũ x cộng 3 thì bằng, ở đây không đủ chỗ rồi, nên đây vậy. 9 mũ 5 x cộng với cả 5 mũ x cộng 1 cộng với cả 5 mũ x cộng 2. Đó. Rồi, cái này tương đương với cái gì? Thì với phương trình mà có nhiều cái cơ số giống nhau ở cả hai vế này thì các em đặt được nhân tử chung. Nhân tử chung ở đây thì thầy thấy là 3 mũ x là nhân tử chung, đúng không? Thì vế bên trái này thì đặt 3 mũ x ra ngoài. Bên trong còn gì? 3 mũ x cộng 1 thực chất là 3 mũ x nhân 3, 3 mũ x cộng 2 là 3 mũ x nhân với cả 3 mũ 2, đúng không? 3 mũ x nhân 3 mũ 3 thì đặt nhân tử chung 3 mũ x ra ngoài thì còn 3 này, cộng với cả 3 mũ 2 cộng với cả 3 mũ 3. Đúng chưa? Rồi. Tương tự như thế thì vế bên phải của em cũng thế, đặt 5 mũ x ra ngoài thì chúng ta còn cái gì nhỉ? Còn 9 này cộng với cả 5, 5 mũ 1 bằng 5 này, cộng với cả 5 mũ 2, đúng không? Thì ở đây thì chúng ta nhân nào bằng 3 mũ x nhỉ. Nhân với bao nhiêu nhỉ? 3 cộng 9 cộng 2 7 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 3 2 7 30, 39. 39 tương đương với cả 5 mũ x bên này. 9 cộng 5 cộng với cả 5 bình là 25 cũng bằng 39. Rồi, vậy thì chúng ta chỉ còn là 3 mũ x bằng 5 mũ x thôi. Mà 3 mũ x bằng 5 mũ x thì chúng ta chia đi. 3 mũ x chia cho 5 mũ x thì sẽ bằng 3 phần 5 tất cả mũ x bằng 1. Mà số nào mũ lên mà bằng 1 thì cái mũ đấy nó cũng phải bằng 0, đúng không? Như vậy thì các em có thể suy ra luôn được là x bằng 0. Đấy.
Đó là cái phương trình ở ví dụ 2. Thì ví dụ 3 thì các em cũng làm tương tự thôi, 12 này, 3, 4 này, tách ra các em tách ra là các em nhân vào, các em làm tương tự giúp thầy nhá. Đó, và chúng ta sang cái ví dụ số 3. Một cái dạng mới. Đó là chúng ta đưa về phương trình tích. Vậy thì phương trình tích có nghĩa là như thế nào? Thì bây giờ chúng ta cùng làm dưới này. Viết luôn xuống đây. Câu A nhá. Tám mũ 3x này cộng với cả 3 mũ 2x chỉ bằng 24 cộng với cả 6 mũ x. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào? Đưa về phương trình tích có nghĩa là gì? Có nghĩa chúng ta cố gắng ghép bộ vào với nhau, ghép các bộ vào với nhau để chúng ta thành một cái phương trình dạng tích. Thì bây giờ chúng ta cùng làm nha. 8 nhân 3 mũ x. Thầy chuyển hết cái vế bên phải của các em này sang về bên trái. Và thầy ghép thử bộ và xem có cái gì làm nhân từ chung không. Thì thầy lấy 8 nhân với cả 3 mũ x này, thầy trừ đi, bỏ 24 sang ghép vào. Thì thầy ghép thành một bộ. Tiếp đến là cộng cái này bỏ sang thì thành 3 nhân với cả 2 mũ x trừ đi 6 x. Cái này tất cả bằng 0, đúng chưa? Vậy thì tương đương, thầy đặt 8 ra ngoài thì bên trong còn là 3 mũ x trừ 3 cộng với cả 6 mũ x, thực chất là 2 mũ x nhân 3 mũ x, đúng không? Vậy thì thầy đặt 2 mũ x ra ngoài, bên trong thầy còn 3 trừ đi, cái này là còn 3 mũ x, đúng chưa? Bằng 0. Rồi, vậy chúng ta nhìn thấy cái nhân tử chung rồi. Nhân tử chung ở đây là 3 trừ đi 3 mũ x, 3 mũ x trừ đi 3 được thì sẽ bằng 8. Bởi vì cái này là 3 trừ 3 mũ x nên là khi các em đặt nhân tử chung này thì các em sẽ thay dấu trừ vào đây, 8 trừ đi 2 mũ x bằng 0. Đó, thì đây nó gọi là phương trình tích. Phương trình tích là các em phân tích nó về thành hai cái dạng, nó nhân vào với nhau này, nó gọi là phương trình tích. Thì đến đây thì đơn giản rồi, thì thôi thì giải luôn sang bên cạnh nhá, các em nhìn cho dễ. Đến đây thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là 3 mũ x trừ 3 bằng 0, hay nói khác 3 mũ x bằng 3, đúng không? Trường hợp thứ hai là 8 trừ đi 2 mũ x bằng 0, hay nói khác là 2 mũ x bằng 8. 3 mũ x bằng 3 thì dễ quá rồi, x bằng 1. 2 mũ x bằng 8 thì chính là 2 mũ 3, hay nói khác x bằng 3. Đó, đó là dạng đưa về phương trình tích, được chưa? Rồi, tiếp tục. Thì tương tự với cả câu B, câu C, câu D, các em làm tương tự cho thầy nhé. Chúng ta sang một vài cái dạng bài trắc nghiệm. Đó là ba cái dạng tiêu biểu của đưa về cùng cơ số hoặc cùng số mũ. Bây giờ chúng ta sang một hai cái ví dụ về trắc nghiệm chúng ta làm thử nhé. Phần cái bài tập trắc nghiệm nào. Rồi, bắt đầu chúng ta đi từ câu số 1 này. Giải phương trình, đây là phương trình mũ rồi, áp dụng cái phương pháp là: một là các em biến đổi về cùng cơ số, hai các em biến đổi về cùng số mũ, được chưa? Thì ở đây phương trình là 2 mũ x cộng 1 thì bằng 2 mũ x trừ 1 cộng cả 2 mũ x bằng 28. Vậy thì cái này thì đơn giản quá nhỉ. Làm thẳng lên đây nhá, các bạn nhìn nhá. Thì thầy giải luôn. Với cái phương trình này thì chúng ta có thể tách ra thành 2 nhân với cả 2 mũ x cộng 1 mà, cộng với cả 2 mũ x chia cho 2 trừ 1 này, cộng với cả 2 mũ x thì bằng 28. Thì tương đương với cả ở đây này, chúng ta đặt 2 mũ x ra ngoài, bên trong còn 2 cộng với cả 1 phần 2 cộng với cả 1 bằng 28. Xuống đây xem nào. 2 cộng 1 bằng 3, 3 cộng 1 phần 2 là 7 phần 2, 2 mũ x nhân với cả 7 phần 2 thì bằng 28. Viết sang bên này nha. Tương đương với cả 2 mũ x của các em sẽ bằng 28 nhân 2 là 56 chia 7 bằng 8 rồi. 2 mũ x bằng 8 dẫn đến là x của các em sẽ bằng 2, à bằng 3.
8 thì bằng 2 mũ 3, 2 mũ x bằng 2 mũ 3 thì x bằng 3, đáp án là đáp án B. Tiếp tục sang câu số 2 nào. Tập nghiệm của phương trình 2 mũ x mũ 3 thì bằng nhân với 4 mũ x trừ 1 bằng 1 là. Thôi chúng ta biến đổi về cùng cơ số thôi nhỉ. Cái này tương đương giải luôn. Thầy đặt 2 mũ x bình là giữ nguyên. 4 mũ x trừ 1 là bằng 2 mũ 2 nhân cả x trừ 1 đúng không? 1 thì bằng 2 mũ 0 rồi. Đấy, tương đương với cả cái này chúng ta đặt là 2 mũ x này thì bên trong còn là 2 x bình cộng với cả 2 x trừ 2 thì bằng 2 mũ 0, dẫn đến là x bình cộng 2 x trừ 2 sẽ bằng 0. Bấm máy thôi. Bấm máy cái này thì các em sẽ ra được nghiệm x bằng bao nhiêu nhỉ? Nhầm thử mà. Trừ 1 trừ căn 3. Bạn nào không nhầm được vì số hơi lẻ thì các em bấm máy nhá. Cũng sẽ ra x sẽ bằng trừ 1 cộng căn 3. Và chúng ta xem lại đáp án này. Trừ 1 trừ căn 3. Đây rồi, đáp án D. Câu 2. Tiếp tục đến câu 3 này. Câu 3 có gì đặc biệt? X nhân với cả x cộng 2 bằng 1,5 nhân với cả x cộng 3. Cái này bị nhầm đề một chút nhá, đây là x trừ 2 các em ạ. Đấy. Bởi vì không là các em sẽ ra cái nghiệm nó hơi lẻ. Nhìn qua một chút thì cái nghiệm nó hơi mới lẻ. Chúng ta để đề nó chuẩn một tí thì sẽ ra nghiệm nó chậm. Thì với 0,8 như với cả 1,25 thì trong cái ví dụ 1 và ví dụ 2 thì đã nói rồi, các em cố gắng đưa về phân thức đi để chúng ta nhìn cho nó dễ. 0,8 này thì chính là 4/5, em mới đưa về phân thức. Đó. X nhân với cả x trừ 2. 1,25 này thì chính là 5/4. Đó, các em ấn 1,25, các em ấn nút phân số trên máy tính ấy, là nó sẽ ra. Cái này thì chúng ta nhìn quen rồi nên là thì 4/5 với 5/4 là ngược nhau đúng không? Hay là cách khác là chính là ngược lại của nhau. Vậy thì cái này nó sẽ tương đương với cả 4/5 này. Như thầy giữ nguyên cái bên này đi. X nhân với cả x trừ 2 sẽ bằng cái gì? Cái này đổi ngược lại này thì bằng 4/5. Đã 4/5 thì đổi ngược lại thì chính là dấu trừ đổi ngược lại thôi, là chính là bằng 3 chữ x mũ đổi ngược. Thay dấu trừ là các em sẽ ngược lại cái cơ số. Như vậy thì các em sẽ giải ra được đây là x sẽ bằng x trừ 2. Cùng cơ số thì số mũ nó phải bằng nhau thì nó mới bằng nhau được thôi. 3 chữ x. X trừ 2 bằng 3 chữ x. Đúng rồi. Như vậy thì cái phương trình từ đây suy ra thầy đổi vế đi. Sang cái này là x bình này. Trừ 2x này. Chuyển cái này sang. Bằng 3 chữ x thôi, cứ viết này. Tương đương với cả sang bên đây chuyển hết về một vế. X bình trừ x trừ 3 bằng 0. Vậy thì các em sẽ tìm ra được nghiệm. Nghiệm ở đây là bao nhiêu nhỉ? X sẽ bằng 1 cộng căn 13 trên 2. Bấm máy nó ra nhá. X bằng 1 trừ căn 13 trên 2. Vậy đáp án ở đây là đáp án B thôi. Xong câu 3. Tiếp đến nào, câu số 4 nào. Cho phương trình 1 chia cho 2 mũ 2x trừ x bằng 3/5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Khẳng định đúng nhá. Thì để biết khẳng định nào đúng thì chúng ta cần phải giải cái phương trình ấy ra xem nó có nghiệm gì không. Đây là hỏi phương trình có hai nghiệm trái dấu này, phương trình có nghiệm duy nhất này, phương trình vô nghiệm, phương trình có hai nghiệm cùng dấu này, bắt buộc phải giải thôi. Yeah. Đây là phương trình mũ, vậy các em giải ở đây thì cái phương trình này nó sẽ tương đương với cả, thầy lấy nghịch đảo của nó lên đi để nhìn cho nó dễ. Nghịch đảo nó sẽ bằng 2 mũ x bình trừ x bằng 5/3 đúng không? Lấy nghịch đảo lên nhìn cho dễ.
Thì như các em đã học ở bài trước rồi, có cái công thức logarit ấy. Thì khi mà nó có cơ số như này này thì chúng ta lấy loga, thầy lấy loga cơ số 2. Đáng nhẽ cái này là nó rơi vào cái phương pháp logarit hóa rồi, nhưng mà thôi, chúng ta cứ lấy loga cơ số 2 của cả hai vế để thầy bỏ cái số mũ xuống. 2 của x bình trừ x bằng loga cơ số 2. Lấy logarit cơ số 2 của hai vế nhá. Của 5/3, đúng không? Thì như cái công thức về hàm loga của các em khi lấy loga cơ số 2 của 2 này thì các em kéo cái số mũ này xuống phía dưới. Loga cơ số 2 của 2 bằng 1 rồi thì nó sẽ bằng x bình trừ x thì bằng cái gì? Bằng loga cơ số 2 của 5/3, đúng không? Cái này thì chúng ta chưa cần tính gì vội cả. Chúng ta chuyển vế sang đi, nó đưa về dạng cái phương trình bậc 2 là x trừ x trừ đi loga cơ số 2 của 5/3 sẽ bằng 0. Đây là phương trình bậc 2 rồi. Cái này thì chúng ta coi như một cái hằng số đi, đúng chưa? Vậy thì chúng ta chỉ cần xem là phương trình này có nghiệm hay là vô nghiệm, hay là có mấy nghiệm phân biệt, trái dấu hay cùng dấu, thì chúng ta xét cái gì nhỉ? Xét cái gì? Phương trình có hai nghiệm phân biệt thì delta lớn hơn bằng 0, đúng không? Và gì nhỉ? Để xét hai nghiệm trái dấu hay cùng dấu thì chúng ta sẽ xét là cái x1 nhân x2 ấy. X1 nhân x2 là bằng gì? Bằng C trên A, đúng không? C trên A. Một cái là trừ B trên A, một cái C trên A theo VS ấy. Bạn nào còn nhớ VS không nhỉ? VS ấy. C trên A này. C trên A ở đây này. C là bằng bao nhiêu? C ở đây là cái này này. Trừ log, trừ loga cơ số 2 của 5/3 chia cho A ở đây là của em là 1. Cái này chắc là âm rồi. Âm hay dương này? Loga cơ số 2 của 5/3 dấu trừ đây chắc là âm rồi. Vậy nó nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0 có nghĩa phương trình này có hai nghiệm, nhưng mà có hai nghiệm trái dấu. Trái dấu với nhau thì đáp án là đáp án nào? Đáp án A rồi, đúng chưa? Còn delta của cái này thì chắc chắn là delta lớn hơn bằng 0 rồi nhá. Nhìn là thấy không? Bạn nào mà muốn thử lại thì xét cái delta này. Delta B bình trừ 4AC này thì chắc chắn lớn hơn bằng 0 rồi, bởi vì cái này dấu trừ nhân vào thì trừ đi trừ thì nó sẽ thành cộng. Cái này bình phương này là 1 lớn hơn bằng 0. Đây chính là 1 này cộng với cả B bình trừ 4AC 4 lần loga cơ số 2 của 5/3. Cái này nó sẽ lớn hơn bằng 0 thì chắc rồi, lớn hơn 0 rồi. Đó, để xét thêm cho các bạn xét thôi. Câu 4 đáp án A nhé. Liên quan một chút đến VS, cái hệ thức VS. Tiếp đến câu 5 nào. Tìm hoành độ giao điểm của hai đồ thị y bằng x mũ 3 và y bằng 1/3. Vậy thì hoành độ giao điểm nó chính là nghiệm của cái phương trình hoành độ giao điểm, là cho hai cái vế x này nó bằng nhau, đúng không? X này và cái này bằng nhau. Vậy thì nó sẽ là hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình x mũ 3 thì bằng 1/3. Mà x mũ 3 và 1/3 thì tương đương với cả x mũ 3 và 1/3. À, cái này lại bị gõ nhầm đề rồi. Đề này nó phải là 3 mũ x các em nhá, thì nó mới là hàm mũ được. Chứ x mũ 3 thì nó lại về phương trình bậc 3, đơn giản quá. Các em sửa giúp thầy thành 3 mũ x. Đó, 3 mũ x bằng 1/3 thì nó mới là phương trình mũ, đúng không? 3 mũ x bằng 1/3 thì 3 mũ x sẽ bằng 3 mũ trừ 1. Hay nói cách khác là hoành độ giao điểm của em là x bằng trừ 1. X bằng trừ 1 là đáp án B. Đó. Rồi, tương tự thì có khoảng 20 câu trắc nghiệm phía dưới. Các câu tiếp theo các em làm cho thầy nhé. Nếu có câu nào khó khăn thì các em inbox cho thầy để thầy hướng dẫn thêm, được chưa? Các dạng bài thì nó sẽ tương tự như các ví dụ mà thầy đã hướng dẫn các em rồi. Đó, bài học hôm nay của chúng ta là về phương trình mũ, và dạng số 1 là đưa về cùng cơ số cùng số mũ. Thì các em xem thật kỹ và làm các bài tập để luyện tập được tốt hơn. Rồi, hẹn gặp lại các em vào các bài tiếp theo.